Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay test nổ thử máy Jincheng 110cc cho tất cả mọi người để xem và quan sát nhé. Dòng này là dòng côn 2 nùi 110cc, thích hợp lắp được các dòng xe như Honda Wayzim Cupwin là được hết. Các bác về, các về lên là chạy thôi. Điện đóm như Wayzim bình thường. Đấy, test nổ máy nổ cực êm luôn, không tí gọng hú gì của máy nhá. Tình trạng là máy mới 100% nên là chất lượng nổ như là đi lại nó rất chìa ok. Có đây em bịt bô lại này. Đấy, máy nổ thì thầm luôn nhá. Đấy, mọi người có nhu cầu đặt hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại của Quý Bắc Giang trên màn hình nhá, 0364011683. Dòng 110cc, máy riêng trang. Dòng này dòng côn 2 nồi nhá. Máy nổ êm như chó thở luôn, không tí gọng hú gì của máy cả. Đấy, giá cho một cục máy này rơi vào 4.500.000 đồng, kèm theo có cần đạp phần số và bộ chéo khí nhá. Máy mới 100%, hàng đập hộp. Đấy, mọi người nghe và cảm nhận tiếng máy.